Hi, xin chào các bạn. Các bạn có biết mình đang có trong tay sản phẩm gì không? Đấy chính là một chiếc quạt cầm tay mini nhỏ xinh, rất là tiện dụng cho mùa hè nóng bức này. Thì đây là một chiếc quạt được sản xuất để xuất khẩu sang Hàn Quốc các bạn nhé. Và hàng của Việt Nam, hàng Việt Nam, hàng sản xuất tại Việt Nam và được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hàng này là của công ty Sanico Việt Nam. Công ty Sanico Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001 chuyên sản xuất hàng xuất khẩu cho thị trường Hàn Quốc. Đó, đây này, công ty đây này. Chechowon là Sanico Việt Nam các bạn nhé. Sanico Việt Nam này, các bạn có nhìn rõ không? Sanico này, Sanico Việt Nam nhé, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với tiêu chuẩn ISO 9001 đó. Nên là cái sản phẩm này nó rất là đảm bảo, nó không như những cái sản phẩm như các cái sản phẩm quạt mini cầm tay sản xuất trôi nổi từ Trung Quốc các bạn nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm quạt cầm tay này. Nó có hiệu là Blue Storm F5, quạt mini cầm tay. Quạt này là quạt sạc các bạn nhé, quạt sạc, quạt có chế độ sạc. Đó. Nó có bao gồm là có một thân quạt và một cái dây cầm tay dài khoảng 20 cm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc nó ra. Cái vỏ hộp thì rất là chắc chắn này. Đó. Vỏ hộp rất là chắc chắn. Đây có, nó có màu cúc hồng. Màu hồng dành cho các bé gái hoặc dành cho con gái. Bây giờ mình sẽ mở cái đây thì nó sẽ có cái băng dính ở hai đầu này. Băng dính ở hai đầu. Khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy là quạt được bọc trong một cái túi linon. Đó, trong không có gì, chỉ có như này thôi. Bọc ra như này. Đây. Đây là hàng của công ty nhá. Đó, cầm rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. Cầm rất chắc chắn. Rất là chắc chắn. À, đây chính là cái dây này. Cái dây cầm tay, cái dây này các bạn có thể cầm treo vào tay ấy. Dài 20 cm. Quạt này nó có kích thước là khoảng là 20 x 10 x 4 cm. Đó, khi mình cầm tay rất là nhỏ gọn, kể cả trẻ con cầm cũng rất là tiện. Đó. Công suất của nó là từ 1,2 đến 3,7 W. Đó. Pin là 2200 mAh/giờ. Trọng lượng của nó thì khoảng chỉ hơn một lạng thôi, chỉ hơn một lạng thôi. Và nó có ba cái mức độ gió, ba mức độ gió và tối đa nó đạt được là 29,1 km/giờ. Nó quạt cũng khá mạnh. Và cái sạc pin thì thời gian sạc pin của nó là 2 tiếng và thời gian sử dụng của nó là khoảng 8 tiếng. Đó. Đó, mình đã bật lên này. Ma đâu? Tiếng chạy rất là êm nhá. Quạt rất êm. Và cái quạt này chắc chắn là sẽ lâu hỏng rồi, vì mình nghe tiếng rất là êm này. Tiếng rất êm và quạt cầm thì rất là chắc chắn. Và chất liệu, các chất liệu thì rất là chắc chắn. Cái này xuất khẩu sang bên Hàn nó có mức giá khoảng tầm 300.000 các bạn nhé. Nhưng mà do đợt này là cái đợt dịch ấy. Đợt dịch ở bên đó nên là xuất hàng sang bên đó cũng khó hơn.
thì cũng hạn chế hơn, nên hiện tại thì công ty tại Việt Nam họ cũng phân phối lại tại thị trường của Việt Nam với cái mức giá là tốt hơn. Như thế thì chỉ tầm khoảng 150.000 là các bạn có thể là mua được cái quạt như thế này rồi, và ở bên Hàn họ phải mua 300.000 các bạn nhé. Đó. Đó, mình bấm nút thứ hai là tốc độ gió to hơn này. Mình bấm mức thứ hai tốc độ gió to hơn này. Quạt rất là mát bạn ạ. Mát đó. Mình bấm lần tiếp theo này, quạt tốc độ gió mạnh hơn, tốc độ to nhất là 39,1 km/h các bạn nhé. Mát. Đây, bay cả tóc luôn. Đó, bay cả tóc luôn. Rất là mạnh. Và thời gian của nó sử dụng là 8 tiếng. Tắt. Đấy. Còn sạc của nó thì cũng rất đơn giản này các bạn. Ở đây họ có một cái đầu sạc này. Các bạn chỉ cần cắm cái sạc vào đây, cắm cái dây sạc vào đây là các bạn đã cắm rồi. Nói chung thời gian sạc của nó là 2 tiếng để đầy pin. Đó. Và cái nút bấm của nó chỉ có duy nhất một nút bấm này thôi nhá. Và nó chỉnh được 3 chế độ. Nút bấm trên cái tay cầm này là tay cầm chất liệu bằng như kiểu silicone đấy các bạn ạ. Tay cầm như kiểu silicone rất là mềm, mềm mại. Đó. Trẻ con có thể dùng được, người lớn có thể dùng được, người già cũng có thể dùng được. Và các bạn lưu ý cho mình là khi mà các bạn thấy quạt yếu rồi nhá thì các bạn nên ngừng lại, chứ không nên để cho nó cạn hẳn pin đi. Nếu khi mà mình đã thấy quạt nó yếu yếu rồi ấy, thì các bạn nên sạc pin luôn nhé, sạc pin luôn để cho nó đảm bảo cái pin nó sẽ được sạc đầy và cái nó hiệu quả nhất, chứ không nên để pin cạn, không nên để pin cạn sạc. Đó, các bạn có thể cắm cái này vào bất cứ chỗ nào, cắm cái sạc pin này vào bất cứ cái vị trí nào. Đấy, cắm đây, cái lỗ cắm của nó đây, giống như là các bạn sạc điện thoại bình thường thôi. Tốc độ quạt to nhất thì cái mức tiếng của nó sẽ to nhất, nhưng hoàn toàn là rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Khi các bạn đi ra ngoài nắng, các bạn đi du lịch ấy, cầm tay cái này rất tiện. Một cái sản phẩm rất là hay. Và hàng thì hàng đạt tiêu chuẩn ISO nhá, 9001, nên nó sẽ rất là đảm bảo an toàn cho các bạn. Nếu như các bạn sử dụng những chiếc quạt trôi nổi trên thị trường thì khi các bạn có thể dùng, trong quá trình dùng nó có thể gây cháy nổ đó, khi các bạn sạc cái này nó không đảm bảo về cái nguồn cấp, vì nó cũng là cái nguồn điện mà, thì khi các bạn sạc mà nó không đảm bảo thì nó có thể gây cháy nổ ấy. Nhưng với cái quạt này các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của nó nhé. Ở trên đây thì họ ghi đầy đủ các thông số các bạn ạ, công ty sản xuất này, công ty Sanico Việt Nam này đó, Sanico Việt Nam, và là Made in Việt Nam các bạn nhé. Đạt tiêu chuẩn, tất cả những chất liệu ở trên này rất là dày dặn, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Nó không kiểu như là cái quạt lỏng lẻo như của hàng của Trung Quốc đâu. Đấy. Còn đây là cái dây đeo này, dây đeo. Các bạn chỉ việc móc dây vào đây xong là các bạn đeo thôi. Ra rất là đơn giản. Móc vào đây. 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 Đấy. Xong các bạn đeo trên tay này. Đi du lịch thì các bạn đeo trên tay như thế. Cầm. Rất là tiện. Ok, mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích và đảm bảo chất lượng.
mà mức giá thì chỉ bằng một nửa so với các bạn mua tại bên Hàn. Thế vậy tại sao các bạn lại không thử mua một sản phẩm như thế này để phục vụ cho cái nhu cầu ví dụ như là đi ra ngoài này, hoặc là cũng có thể là các bạn sử dụng tại công ty, để trên bàn làm việc ấy, các bạn để trên bàn làm việc thì cái gió điều hòa trong công ty thổi và nó cũng mát hơn đó. Đấy, các bạn để trên này để rất là thoải mái. Ở đây nó có cái đế giá, có cái nhựa như kiểu silicon ấy, thì nó để rất là thoải mái trên mặt phẳng các thứ đó. Và khi các bạn đi ngoài du lịch ấy, mình hoàn toàn có thể sử dụng này để cho em bé hay là cho người lớn, người già đều được hết nhá. Đó, tốc độ gió to nhất này, tóc bay lên luôn, tóc bay dựng đứng lên luôn, mát. Ok, như vậy là mình đã review xong cho các bạn về một cái chiếc quạt xuất khẩu Hàn Quốc nhé. Đây là một chiếc quạt made in Việt Nam, nhé, và đạt tiêu chuẩn ISO 9001, hàng được xuất khẩu đi Hàn Quốc, nên mình thấy cái sản phẩm này mức giá 150.000 thực sự là hữu ích. Nếu như các bạn mua ở bên nước ngoài Hàn Quốc chẳng hạn thì nó sẽ là 300.000 đồng. Đó, ưu thế của chúng mình là mình ở Việt Nam, tại cái nước sản xuất ra chiếc quạt này và họ bán với mức giá 150.000, thì tại sao các bạn lại không nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc nhỉ? Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài review của mình hôm nay tại đây nha. Hy vọng là sẽ hữu ích cho các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo của mình nhé. Các bạn hãy subscribe và like, share, comment để ủng hộ cho mình nhé. Ok, bye bye.